Kính chào quý vị và các bạn. Tại Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ trong ngày mai, nền nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng thêm, ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực vùng núi, nhiệt độ ban ngày sẽ thấp hơn từ 2 đến 3 độ do có mưa nhiều hơn. Khu vực Trung Bộ, thời tiết hầu như không mưa và chủ đạo vẫn là nắng nóng, đặc biệt là từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, vùng núi phía Tây lên đến 39-40 độ, nắng nóng đặc biệt gay gắt. Thời tiết sẽ dịu dần khi xuôi xuống phía Nam miền Trung với mức nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ tại Đà Nẵng đến Phú Yên và 32 đến 35 độ tại Khánh Hòa đến Bình Thuận. Trong mùa nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy nổ trong các khu dân cư sẽ tăng cao, do đó quý vị nên lưu ý thực hiện các biện pháp sau: kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện, đảm bảo rằng các dây điện không bị gãy, hở hoặc bị nứt, đặc biệt là có liên quan đến thiết bị làm lạnh. Đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị điện, không sử dụng quá tải các ổ cắm điện và đảm bảo rằng các thiết bị điện được sử dụng đúng cách. Hạn chế sử dụng lửa, hạn chế hoặc cấm việc thực hiện các hoạt động đốt cháy như đốt rác hoặc cỏ, đồng thời tuân thủ các quy định về cấm hút thuốc trong các khu vực dễ cháy. Kiểm tra và vệ sinh định kỳ phương tiện, dụng cụ báo cháy chữa cháy để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, về chiều tối, cục bộ có mưa vừa mưa to, ban ngày trời nắng, với nhiệt độ trưa chiều từ 29 đến 32 độ tại Tây Nguyên và 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn tại Nam Bộ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa ít mưa, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt là 27-34 độ và 26-33 độ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27-37 độ.